Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio tiếp tục làm combo bát 40 loa kéo, tiếp tục lên cho một bác khách giống nhau. Bộ combo này Tùng Nguyễn liên tục lên đường cho một bác khách ở trong tỉnh Bình Thuận. Cái combo này sẽ sử dụng là full giờ xếp bát 40 côn 76, tép leo 750 BNC và có một bộ mạch lọc phân tần và cái bát súp 50 ở giữa. Tất cả cái bộ loa này sẽ gồm trên một thân loa thôi, đó là một cái tủ loa kéo gồm có đẩy công suất vang mic không dây ở trên một cái thùng loa kéo hết. Và sau đây thì em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chuyên dựng loa kéo hàng đặc đấy. Các cái mẫu này thì nếu mà các bác mua sẵn thì toàn hàng giá rẻ, hàng chợ thôi, nhưng các bác mua linh kiện của Tùng Nguyễn Audio về hoặc mua một cái thùng loa kéo của một cửa hàng đóng loại tốt về, các bác dựng một đôi lên, hàng của nó chất và tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời. Và sau đây thì em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cái dòng loa này thì nắp array rất là nhiều, đó là array 40, full 40. Đây là những dòng loa sự kiện, nhưng hôm nay là một bộ combo loa kéo cực kỳ cao cấp. Bát neo của nó là bát neo đít trắng, bích dày, đít có đôi 4, 6, 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này là dòng côn 76, từ neo liền khối. Đấy, bích dày là dày luôn. Màng ở đằng sau sân, đây là dòng bát 40 neo giờ xét, là hàng của nó là hàng đẹp, cao cấp. Màng của nó đằng sau sân rồi, đằng trước cũng rất là sân. Màng sơn dầu bóng, gân vải tẩm dầu 3 gân. Từ leo các bác nhé, từ leo, nhện rất rộng luôn. Bát này là bát 40 neo giờ xét, côn 76. Đấy, bát 40 neo giờ xét, côn 76. Riêng dòng neo thì làm loa kéo thì cho ta tiếng phóng xa, hát nhẹ, mic sáng. Đấy, dòng neo thì hát không bao giờ mệt luôn. Tép neo 750 BNC chạm nhúng màu vàng, côn dây dẹt, tép neo côn 75, viên từ bi, bích thép trắng. Tép neo 750 BNC chạm nhúng vàng. Và phân tần để dựng loa kéo thì loa full thì mình dựng với bộ phân tần có mã là BL3, đánh hai chảy nhôm, đường chép ở đây và đường bát đây, đường in là đường vào. Đấy, có con tụ vàng ở đây là con tụ chống cháy, chạy 3 cuộn đồng và rất là nhiều tụ lọc. Bộ loa kéo này Tùng Nguyễn ship bộ này là bộ thứ 3 cho khách trong vòng trước mùng 2 tháng 9 và đến đây là ngày mùng 5 tháng 9. Còn đâu bát 50 giờ xếp để làm súp thì loa này là loa cái, một cái ở giữa để làm trống. Hai bát 40 ở hai bên. Từ 220 côn 100 đít bát của nó có đôi 4 6 cái lỗ và khử tỏa khí tỏa nhiệt. Xương nhôm đúc và đít nhọn màu xanh. Con bát này đến tiếng trầm tuyệt vời. Kẹp lỗ là thép trắng từ rất dày, từ 220 côn 100. Với cái phiên bản này của nó là bát màng xếp ly miệng sóng. Gân vải tẩm dầu 3 gân và màng được sơn dầu bóng các bác nhá, màng được sơn dầu bóng. Cái dòng bát 50 giờ xếp này tao tiếng trống tuyệt vời. Và khi các bác nắp loa sự kiện rồi nắp gia đình đánh súp đơn súp kép thì đánh bát 50 giờ xếp. Cái combo full giờ xếp như này thì tất cả chọn gói combo này là bộ thứ 3 rồi. Trong vòng có mấy ngày Tùng Nguyễn lên bộ thứ 3. Bộ này của nó có giá 8,3 triệu, gồm có tất cả các loại full bát, tép, phân tần và một cái bát cái 50 để làm súp. 8,3 triệu Tùng Nguyễn sẽ bao ship toàn quốc các bác nhé. Các bác có thể là đăng ký mua hàng, khi sản phẩm bị lỗi Tùng Nguyễn sẽ đổi mới cho tất cả các bác khách hàng trong trường hợp bị rè hoặc là sụt soạt gì đó. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio xin chào hẹn các bác trong clip mới nhất. Các bác có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đăng ký sản phẩm chất lượng cao. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào hẹn các bác trong clip mới nhất nha.